Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi ngữ pháp GPT N3 tháng 12 năm 2023. Đầu tiên là môn đai 1, ngữ pháp trong câu, câu số 1 này. Kono atari wa furui otera ya jinja ga oku, gaikoku, kankokyaku ni mo ninki ga aru. Người ta viết như sau này. Vùng này ấy, thì có nhiều chùa và đền thờ đạo thần, và các bạn thấy có cụm là Ninkigaru, có nghĩa là được ưa chuộng, và được cái đối tượng phía trước ưa chuộng, đối tượng phía trước là Kankokyaku là du khách, từ trước đó lại là từ Gaikoku là nước ngoài. Vậy thì chúng ta có thể hiểu là du khách đến từ nước ngoài. Vậy thì chúng ta sẽ loại trừ được mấy? Chúng ta sẽ loại trừ được một và loại trừ được hai, bởi vì dùng D đúng không? D là làm gì, tại đâu? Đây, trong khi đây là khách đến từ đâu, phải dùng trợ từ kara. Vấn đề ở đây sẽ là kara hay là karano. Thì các bạn lưu ý, chúng ta sẽ có cái cấu trúc nguyên bản. Đấy là gì nhỉ các bạn nhỉ? Đấy là N1 đúng không? Đấy là N này, đấy là danh từ này. Danh từ nhá, cộng với ni, cộng với ninki ga aru. Có nghĩa là có cái sự ưa chuộng, có cái sự phổ biến ở trong đối tượng N này. Vậy thì cả cụm đó phải là một danh từ. Nếu như các bạn chọn 3 là kara thì gaikoku là một danh từ, kara là một trợ từ, và kankokyaku cũng là một danh từ. Hai danh từ không thể nối nhau bằng một trợ từ kara như này được, đúng không? Nên là chúng ta sẽ loại trừ 3. Vậy thì chúng ta sẽ phải là karano, có thêm no vào, các bạn biết rồi. N1, no, N2 phải có no vào nhá. Nên đúng đây phải là số 4. Ngoài cái cách hiểu đấy ấy, các bạn có thể hiểu thêm một cách khác. Đó là bình thường chúng ta sẽ nói là du khách đến từ nước ngoài thì chúng ta sẽ sử dụng gì nhỉ? Chúng ta sẽ sử dụng là gaikoku kara kita kankokyaku, thì ở đây từ no nó thay cho từ kita. Thì chúng ta cũng sẽ lập luận như vậy để chúng ta lựa chọn. Đây sẽ là số 4. Rồi làm cái câu nào chúng ta sẽ đánh số cái là mức độ ngữ pháp của câu đó luôn nhá. Câu 4 đây, Karano này, N3 các bạn mới học. Đây là Enusam. Tiếp theo câu số 2 này. 10 năm trước, bạn bè và 2 công ty đã xây dựng. 10 năm sau, công ty đã từng bước lớn lên. Số nhân viên đã tăng lên 100 người. Người ta nói như sau: 10 năm trước thì tôi đã cùng với bạn tôi, hai người cùng nhau là thành lập công ty. Đấy, và trong 10 năm ấy, công ty Skoshizutsu là từng chút một lớn mạnh phát triển. Số lượng nhân viên, các bạn thấy đây là có là 100 người và đây là tăng. Thì nếu mà nói như thế này, chúng ta có thể có hai cách hiểu. Một là số lượng nhân viên đã tăng 100 người. Hai đó là gì đấy? Đã tăng lên con số 100 người. Đấy. Thì thông thường là nếu mà nói là đã tăng 100 người, chúng ta sẽ không cần dùng trợ từ gì cả. Chúng ta chỉ cần nói là Yakunin Fueta là được rồi, đúng không? Hoặc là nếu mà nhấn mạnh cái sắc thái là tăng lên những 100 người thì sẽ là Yakunin Mo Fueta. Nhưng đây các bạn thấy không có cái phương án nào nó là như vậy. Đấy. Vậy thì chúng ta có thể hiểu là nó phải mang ý tăng lên đến 100 người. Đấy. Ban đầu là hai người nha. Bây giờ tăng lên 100 người, tăng lên đến 100 người. Vậy thì nó phải có trợ từ nhĩ. Đấy, vậy các bạn thấy có là madega, madede hay nomade đều không phù hợp. Phải có trợ từ là trợ từ nhĩ. Diễn tả gì nhỉ? Diễn tả cái con số cuối cùng của cái sự thay đổi. Đấy, chúng ta phải có số Hyakunin, đúng nhỉ? Hyakunin có nghĩa là 100, là con số sau sự thay đổi thì phải có trợ từ nhĩ. Ở đây cho thêm trợ từ made vào để nhấn mạnh cái sắc thái là tăng lên đến mức độ như thế. Nên là chúng ta phải lựa chọn 3. Câu này tương đối là khó. Mặc dù là các trợ từ thôi nhưng mà nó ghép vào nó sẽ khó cho các bạn. Đây là một câu N3. Tiếp theo câu số 3. Bento ya de hatarai teiru yujin ga yoku ureru bento wa tenki chigau to itteiru. Người bạn này, người bạn mà đang làm việc tại cửa hàng bento ấy, đấy, cửa hàng cơm hộp ấy, đã nói
Ở đây là nội dung của câu nói nhá. Những cái hộp cơm mà bán chạy đấy, nó sẽ khác nhau. Đằng trước là có từ tên kia là thời tiết, vậy thì chúng ta thấy chắc chắn câu này một câu rất quen thuộc các bạn, được học ở trong chương trình N3. Đó là gì đấy? Ngữ pháp niyote đúng không? Tùy thuộc vào, chúng ta sẽ chọn phương án số 2. Tên kia niyote chigau, các bạn thấy hiện tượng là từ chigau này này. Đấy, tùy thuộc vào từng thời tiết mà cái hộp cơm bán chạy của ngày đó nó khác. Ví dụ ngày nào nóng thì sẽ là những cái hộp cơm mà gì đây nhỉ? Đồ ăn thanh mát đúng không? Có chất chua chua một tí. Còn những ngày nào mà lạnh thì sẽ cần đồ ăn nhiều nhiều dầu mỡ và nhiều năng lượng một tí. Đó, kiểu như vậy nhá. Nichite là về, thông thường nó sẽ là đằng sau nó sẽ là những cái động từ như là suy nghĩ, viết, nói về gì đó, đây không phải. Nioite là ở tại bằng D mang tính chất trang trọng hơn này, cũng không đúng này. Số 4 là nikurabete là so với, không phải. Đúng đây phải là số 2. Thì cái này các bạn được học trong chương trình N3. N3. Như vậy là ba câu đầu tiên là chúng ta thấy đều ở chương trình N3 này. Tiếp theo chúng ta có câu số 4. Chugakusei no koro kara ryugaku shitai to omotte ita Nihon ni ryukoku dekiru koto ni natta. Rồi chúng ta cùng xem nha, người ta nói này. Cái nước Nhật ấy. Đấy. Cái nước Nhật mà suốt từ thời học trung học cơ sở, suốt từ thời học trung học ấy, tôi đều muốn đi du học. Đấy. Thì các bạn thấy đằng sau đây là gì đây? Nó có một cái sự thay đổi đúng không? Đó là gì nhỉ? Đó là tôi đã có thể đi du học. Vậy thì đây là một kết quả. Chúng ta cùng xem cái nào là diễn tả kết quả nhá. Một là đô cờ. Thông thường đô cờ hay đi với tê kudasai. Ví dụ đô cờ wasurenai de kudasai, làm ơn đừng quên tôi đúng không? Đô cờ nani cờ yatte kudasai, làm ơn hãy làm gì đó đi. Đấy. Không phải keste, thông thường hay đi với lại dạng thức gì nhỉ, hay đi với dạng thức phủ định ở đằng sau. Keste, keste wasurenai, nhất định là sẽ không quên, đây không phải là dạng phủ định nên chúng ta loại. Ba là tsuni là cuối cùng, diễn tả kết quả, đúng rồi, chúng ta phải lựa chọn phương án số 3. Ima ni mo có nghĩa là sắp, nó thông thường nó đi kèm với lại cái ngữ pháp so desu ở đằng sau, diễn tả là cái sự việc, cái trạng thái nó sắp xảy ra. Đấy, ví dụ như là ame Ima ni mo ame ga furi so desu, có nghĩa là trời sắp mưa đến nơi rồi. Đây không có cái dạng thức như vậy nên chúng ta loại nhá. Ở đây chúng ta sẽ lựa chọn phương án 3. Cuối cùng thì cái gì nhỉ? Cái ước mơ đã thực hiện được đúng không? Tôi đã có thể đi du học nước Nhật mà tôi luôn luôn mong muốn. Tsu ni là phần thiên về từ vựng nhiều hơn. Cái này các bạn được học ở trong sách Mimikara N3. Nó vẫn là N3. Câu số 5 này. Mushiba wa hidoku natte kara da to naosu no ni jikan ga kakaru. Hidoku naranai haisha ni mite morau koto ga juyou da. Người ta nói là răng sâu ấy, đấy, nó sẽ mất thời gian để, đây các bạn lưu ý cái ngữ pháp no ni ở đây nha. Nó không phải là nghĩa ngữ pháp mang nghĩa là vậy mà ấy mà đâu. Bởi vì đằng sau nó dùng dạng thức là gì căng gác cả ca rự là tốn mất, đằng trước là vê rự này thì nó nghĩa là tốn thời gian để làm gì, răng sâu thì tốn thời gian để chúng ta chữa khỏi đấy, nếu như để nó bị nghiêm trọng, có nghĩa là nếu mà răng sâu mà để nó nghiêm trọng thì sẽ rất mất nhiều thời gian để chữa trị cho khỏi đấy. Rồi đằng sau người ta bảo này, điều quan trọng là các bạn thấy đằng trước người ta đang nói gì đây, người ta đang nói là chưa nghiêm trọng đấy. Hidoku naranai là chưa nghiêm trọng. Vậy điều quan trọng là chưa nghiêm trọng thì nhận cái sự khám từ bác sĩ để cho bác sĩ khám cho. Vậy thì chắc chắn là một ngữ pháp cũng quen thuộc của N3, được học ở bài đầu tiên trong Shinkansen N3. Đó là ngữ pháp nào? Uchini đúng không? Venai cũng Uchini là tranh thủ lúc, nhân lúc nhá. Nhân lúc còn chưa đấy, thì làm cái điều đằng sau đúng không nhỉ? Chúng ta rất là quen với câu kiểu như là Ice cream ga tokenai uchi ni hayaku tabete kudasai, tranh thủ lúc kem còn chưa tan thì ăn nhanh đi ấy, thì cái này cũng như vậy. Tranh thủ lúc nó còn chưa nghiêm trọng thì đi khám đi. Nếu mà nghiêm trọng rồi thì sẽ làm sao đấy? Sẽ khó. Số 2 toki ni là khi nghe thì có vẻ đúng đúng không? Khi nó không trở nên nghiêm trọng thì đi khám, nó không mang cái sắc thái nghĩa là tranh thủ nên là chúng ta sẽ không lựa chọn cái số 2, nó không đúng bằng cái số 1. Made ni
My Denis thông thường nó sẽ gì nhỉ? Nó diễn tả cái đằng trước. My Denis thông thường sẽ là các từ chỉ thời gian, nó diễn tả cái gì nhỉ? Cái hạn, cái mốc làm gì đấy. Đấy. Nên là chúng ta sẽ không lựa chọn ba nhá. Ta bini là mỗi lần thì sẽ không đi với vene mà chỉ đi với veru hoặc là đi với danh từ no thôi. Đúng, đây phải là số 1. Đây là một ngữ pháp N3. Như vậy là năm câu đầu tiên là toàn bộ là N3 hết. Chúng ta sang câu số 6. Đại月から大学の近くで一人暮らしを始める。通学のしやすさを大学まで歩いて通えるところにした。Từ tháng sau thì tôi bắt đầu sống một mình ở gần trường đại học. Phía trước cái từ chúng ta cần phải điền ấy, nó là cái gì nhỉ? Cái gia sư là dễ, si gia sư là dễ làm gì đó, thì si gia sư xạ là cái độ dễ của việc đi học đấy, cái sự thuận tiện khi đi học. Thì tôi đã chọn đúng nhỉ, tôi đã chọn một cái nơi mà có thể đi bộ đến trường, có nghĩa là tôi gì đấy, tôi ở khá là gần đấy. Người ta viết khá là dài dòng nhưng mà đại ý là tôi gì nhỉ, tôi ở một nơi khá là gần trường để có thể đi bộ đi học nhá. Vấn đề đây là các bạn sẽ lựa chọn cái ngữ pháp nào để đi kèm với nó. Các bạn thấy có một này, đó là kangeru yoni. Yoni rất là nhiều nghĩa, mục đích đúng không, nghĩa là để này, rồi thì giống như đấy, ở đây hoàn toàn không có cái sự so sánh ví von là giống như, hay cũng không phải là mục đích đúng không, không phải là làm bên nhằm mục đích A, nên là chúng ta chắc chắn sẽ loại số 1 không thỏa đáng này. Chúng ta có câu số 2 là kangeite, thì các bạn học rồi. V1T V2 là gì đây nhỉ? À, làm V1 rồi V2, vậy thì chúng ta có thể hiểu là người ta suy nghĩ trước rồi người ta quyết định sau. Đấy. Hoặc chúng ta có thể hiểu theo một cái nghĩa khác, đó là cái vế trước là cái nguyên nhân người ta suy nghĩ tới và có cái kết quả là kết quyết định ở đằng sau. Vậy thì chúng ta thấy rằng cả hai cái cách giải thích này đều có thể phù hợp, nên đúng nhất ở đây sẽ là số 2. Kangaete. Kangaeta no ni, veta arimi no ni thì mang nghĩa là ấy vậy mà. Tôi suy nghĩ đến cái việc thuận tiện dễ dàng đi học, ấy vậy mà tôi chọn nơi có thể đi bộ, chắc chắn là sai đúng không? Nó sẽ nối nhí phải đi với lại hai vế câu mang tính chất tương phản, trong khi ở đây là mang tính chất thuận thì chúng ta không thể chọn số 3 được. Chúng ta loại 3. Câu số 4 là kangeru no ka. No ka như thế này thông thường là sẽ cần gì nhỉ? Sẽ là chèn câu nghi vấn vào. Nó sẽ đi kèm với lại một cái nghi vấn từ ở phía trước, hoặc là một cái câu diễn tả cái nội dung suy nghĩ ở phía trước, nhưng đây hoàn toàn là không có mang tính chất như vậy, nên chúng ta cũng loại số 4 nhé. Đúng, đây phải là số 2. Và cái dụng pháp này chúng ta được học ở N4 rồi. Cái này thì không phải N3 nữa các bạn nha. Đây là N4. Chúng ta sang câu số 7. Jikka kara mikan ga takusan okurarete kita. Hitori de wa zenbu to omotta no de tomodachi ni hanbun ageta. Rất là nhiều quýt đã được gửi đến từ nhà tôi, kiểu như là bố mẹ ở dưới quê gửi quýt lên đấy. Tôi đã nghĩ này, một mình thì cái gì đó toàn bộ nhá, nên là tôi đã cho bạn tôi, vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ đoán là một mình tôi không thể ăn hết. Vậy thì các bạn sẽ lựa chọn nào? Các bạn sẽ lựa chọn mấy mang tính chất là không thể ăn hết đây? Các bạn thấy câu số 1 này, tabera de so ni này. Cái này thực ra hơi khó với N3, bởi vì thực ra N3 chưa học cái ngữ pháp này. Cái ngữ pháp này nếu mà xét ra nó là N2 học hoặc là N1 cơ. Nhưng mà các bạn có thể đoán, so là có vẻ đúng không? Thì dạng thêm ni này là có vẻ không thể, vậy thì thấy khá là hợp lý. Có vẻ như một mình tôi thì không thể ăn hết, vậy thì các bạn thử chọn một nhá, xong các bạn xem tiếp những cái câu khác xem có hợp lý không. Ví dụ câu số 2 này, tabe rare nakunaru. Đấy, tôi trở nên không thể ăn hết. Ở đây không có cái sự biến đổi thay đổi nào cả, mà dùng cái dạng thức là trở nên đúng không. Đây mới chỉ là cái suy nghĩ của tôi đoán thôi, suy đoán thôi chứ không phải là có sự biến đổi thay đổi nào hết, nên là chúng ta sẽ thấy hai là không thỏa đáng này. Số 3 là dùng là tabe rare nakunaru, là dạng khẳng định là sai rồi, có thể ăn hết là không đúng. Và bốn là tabera reta hogai lại dùng đằng trước là thể khả năng, không hợp. Chúng ta sẽ không lựa chọn. Đúng nhất ở đây sẽ là số 1, là chính xác. Có vẻ như không thể ăn hết. Đấy, các bạn lưu ý. Thật ra thì tabera de so ni nai nó sẽ giống như là tabera de so mo nai. Tabera de so mo nai. Và nó bằng với lại cái dạng thức phủ định của số các bạn được học ở trong
Chương trình N4 đó là gì đây nhỉ? Với tính từ đuôi y thì chúng ta sẽ bỏ y thêm thêm gì? À đúng rồi, xa xôi đúng không? Ví dụ các bạn sẽ nói là gì nhỉ? Đà bê, đà đê, na, xa xô, đề sự. À, nó sẽ là như thế này nhá. Đó. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 1. Câu này thì thuộc kiến thức N mấy? Câu này thì chắc là phải cho vào N2, chứ N3 thì không thỏa đáng rồi. Tiếp theo, chúng ta sang câu số 8. Câu số 8 là như sau này. Đô bứt gà sư kì nà nì sai nô mù sư mê ô. Sên sư hà jì mê tê đô bứt e nì zi rê tê y tà. Các bạn thấy là người ta đang cho là con gái 2 tuổi mà rất là thích động vật. Đấy. Ở về sau đó là gì đây? Đó là tuần trước ấy thì đã lần đầu tiên tôi dẫn con tôi đến vườn bách thú. Vậy thì động từ người ta cho đều là động từ yoroku bự, có nghĩa là vui, và người ta chia ở các dạng khác nhau. Ở đây mọi người lưu ý này, trợ từ là trợ từ ố đúng không? Trợ từ ố thì chắc chắn chúng ta không thể nào chúng ta dùng động từ để nguyên là yoroku bự được, bởi vì yoroku bự là cái trạng thái một người nào đấy vui. Nếu dùng trợ từ phải là trợ từ wa hoặc trợ từ ga. Ví dụ kare wa yorokondeiru, anh ta đang vui đúng không, thì chúng ta có thể dùng như thế được đấy. Nhưng mà ở đây thấy trợ từ ố như này thì chắc chắn là không thể nào dùng nguyên cái động từ đó được, nó sẽ bị sai về mặt ngữ pháp. Vậy chúng ta sẽ loại trừ nhá, chúng ta sẽ loại trừ số 1 với số 2, bởi vì đang để này yorokondara, mặc dù chia thể tara nhưng động từ vẫn là động từ gốc, không có biến sang thể gì khác mà dùng cái trợ từ ố là sai. Câu số 2 là gì đây nhỉ? Câu số 2 là Yorokobita kute, vetai bỏ y thêm kute, nhưng mà vẫn là động từ gốc là yoroko bự, sai. Số 3 và số 4 các bạn thấy người ta chia sang thể sai khiến, hay có nghĩa là khiến cho, làm cho đấy, thì mới đúng nhá, chứ còn không phải để nguyên động từ gốc. Vậy thì còn số 3 hay số 4 là phù hợp. Các bạn thử xem số 3 này, người ta đang để ở dạng tara. Tara khi mà vế sau là veta như này thì nó sẽ mang nghĩa là sau khi A thì B, dịch nghĩa rất là ngang. Sau khi gì đây? Sau khi làm cho con gái tôi vui thì tôi làm hành động này là không chính xác, không phải thứ tự về mặt thời gian như thế, nên đúng đây phải là số 4 mới phù hợp các bạn. Số 4 là gì nhỉ? Yorokobase takute, đó là vì muốn làm cho con gái tôi vui. Các bạn có là động từ gốc là yoroko bự, biến về thể sai khiến là yorokobaseru, vetai là yorokobasetai, đấy là muốn làm cho ai đó vui nhá, và bỏ y thêm kute thì biến thành dạng thức nối lửng câu, vì A nên B, các bạn đọc xong N4 rồi. Vì muốn làm cho con gái tôi, cái đứa mà rất là thích động vật, nó vui, cho nên là tuần trước lần đầu tiên tôi đã dẫn nó đến vườn bách thú. Đấy. Thì cái câu này nó là thuộc kiến thức N mấy các bạn? Cái câu này thật ra là N4 đấy các bạn. Câu này là N4 nhá. N4 đã được học dạng thức thể sai khiến, cũng như là vê tai, cũng như là dạng nối câu thể hiện nguyên nhân kết quả bằng kute. Tiếp theo câu số 9. Saikin バレエ wo narai hajimeta jōzu ni nan nen kakaru ka wakaranai ga ganbaritai. Gần đây thì tôi đã bắt đầu học múa ba lê. Đấy, tôi không biết là câu này các bạn nhìn xem có quen không? Này, các bạn thấy là mất bao nhiêu năm đúng không? Tôi không biết là mất bao nhiêu năm để có thể gì nhỉ? Trở nên nhảy giỏi, nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Các bạn thấy đây có nan nen kakaru. Mất bao nhiêu năm, các bạn nhìn lại ở cái phương án số câu số 5 nhá. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy có nổ nhĩ đúng không? Mất tốn thời gian để cái gì đó thì các bạn sẽ tương tự, các bạn sẽ soi vào đây. Các bạn sẽ thấy nó phải là cái có nổ nhĩ. Vậy thì các bạn thấy duy nhất có mấy đây? Có số 4 là phù hợp. Đấy, câu này tính ra là người ta cho đề, người ta cũng hơi hơi gọi là gì nhỉ? Gọi là hơi lộ liễu cái hint tội
khiến các bạn có thể lựa chọn được một cách nhanh chóng. Đúng là 4 nhá. Tôi không biết là mất bao nhiêu năm này, để này, nối như là để này, để Yoninaru là trở nên này, để trở nên có thể nhảy giỏi, đấy, ngữ pháp ghép, nhưng mà chỉ có 4 là phù hợp thôi. Đấy. Còn lại số 1 các bạn thấy là dùng Yonisuruto. Veruto có nghĩa là hễ thì, hễ A thì B làm sao đấy. Yoni sư sự là cố gắng làm gì, không phù hợp. Yoni là tế mô là cho dù không phải, đúng không? Và tương tự số 3 cũng vậy. Nói chung là những cái phương án gây nhiễu thì cho vào nó không hợp lý đâu. Đúng nhất phải là số 4. Đây là một câu kiến thức nở mấy mọi người? Đây là một câu kiến thức. Sẽ có bạn bảo N3 đấy. Nhưng rất tiếc, đây Noni N4, Yoni Naru. Biến đổi về mặt khả năng N4 cũng học rồi, đây là một câu N4. Nãy giờ nửa đầu tiên ấy, các bạn thấy rất là nhiều N3 thì khả năng cao đằng sau sẽ là N4 nhiều. Rồi chúng ta sang câu số 10. Uchi no inu wa sanpo ga daisuki da ga ame no hi wa nureru no ga iya na yo de. Sanpo ni. Con chó nhà tôi ấy, nó rất là thích đi dạo. Thế nhưng mà những ngày mưa ấy, hình như là nó sợ ướt. Và sanpo ni đi dạo, các bạn thấy đề động từ là đi đằng sau. Vậy thì mọi người thấy vế trước nó đang bảo là con chó là thích đi dạo đúng không? Nhưng lại có cái trợ từ g là một từ chuyển mạch. Vậy thì đằng sau sẽ phải là gì? Sẽ phải là không thích đi. Nó phải mang tính chất là không muốn đi, không thích đi. Vậy thì chúng ta thử xem nhé, câu số 1 này. Ikanakute wa ikenai. Ikanakute wa ikenai là gì đấy? Phải đi. Sai, phải đi vẫn là muốn đi này, loại câu này. Câu số 2, ikitagaranai là gì nhờ? Nó không muốn đi, đúng rồi. Câu số 2. À vậy thì chắc là sẽ có bạn thắc mắc là tại sao không phải là ikitakunai. Ví dụ tôi không muốn ăn sẽ nói là tabetakunai, hay là tôi không muốn đi sẽ nói là ikitakunai. Vậy tại sao đây lại là garanai? Thì ở chương trình sơ cấp các bạn được học là nói về cái mong muốn của cá nhân ấy, của bản thân mình thì dùng dạng phủ định sẽ là bỏ i thêm kunai đúng không? Ví dụ ikitai sẽ thành ikitakunai, nhưng mà đối với lệnh thứ ba ấy, đối với ngôi thứ ba các bạn không được dùng trực tiếp như vậy. Các bạn phải dùng dưới dạng thức là vetagaru hoặc là vetagarana đối với dạng phủ định nha. Nên đúng đây phải là số 2, nó không muốn đi. Câu số 3 là gì đây? Câu số 3 là itemo kamawanai. Kamawanai giống như là kamaimasen. Đấy, giống như là mondainai. Dù đi cũng không vấn đề gì thì nó vẫn là khẳng định. Câu số 4 là ikunichigainai. Ngữ pháp nichigainai học ở N2. Nó nghĩa là chắc chắn. Cái này nó vẫn là khẳng định. Vậy thì đúng đây phải là số 2. Câu này là một câu N3. Thật ra thì nếu mà giáo viên nào mà dạy kỹ ấy, thì người ta dạy luôn các bạn cái tagaranai ở trong cái phần mà học vetai ở N5 đấy. Nhưng mà thôi, gọi là chính xác nó học ở cái chương trình N3 cho nó phù hợp nhá. Không tính nhảy trước chương trình như thế. Câu số 11 này. Ở Depato de, ở trung tâm thương mại thì khách hỏi như sau. Sumimasen, Kodomo fuku no uriba wa nan kai desu ka? Là gì đấy nhỉ? Là cái, xin lỗi, cho tôi hỏi là cái quầy bán quần áo cho trẻ em ấy thì ở tầng mấy? Và cái người nhân viên nói là gokai gì đó đằng sau, các bạn sẽ phải dùng là ga gozaimasu, ga irasaimasu, de gozaimasu hay là de irasaimasu. Thì đây cũng là một câu rất quen thuộc, các bạn đã được học ở trong phần gì nhỉ, phần mấy bài đầu tiên của phần tôn kính ngữ, thêm những ngữ của N4 ấy. Đấy, thì chúng ta biết rằng chắc chắn là khi mà người ta hỏi là tầng mấy thì chúng ta sẽ nói là tầng 5, bình thường mình sẽ nói là gokai desu đúng không? Nhưng mà đối với một nhân viên bán hàng thì phải dùng dạng gì nhỉ? Phải dùng dạng từ mang tính chất lịch sự. Đấy, thì thay vì dùng là gokai desu, chúng ta sẽ dùng là gokai de gozaimasu. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 3 là phương án chính xác. Chứ không phải là ga gozaimasu nhá. Ga gozaimasu là sai. Irasaimasu là dạng tôn kính ngữ của y cự kuru và y rự. Đây không phải dùng tôn kính ngữ nên là đúng, nên là bị sai. Đúng đây phải là số 3. Đây là một câu N4. N4 các bạn được học cái này rồi. De gozaimasu thay cho đề sự. Rồi tiếp theo, câu số 12. Ở nhà IED này. Yuhan ni tsukau tamago ga tarinai kara
Chotto supamade gì đó nè. Wakata. Người A nói là bởi vì thiếu trứng dùng cho bữa tối cho nên là các bạn thấy đây có supamade nhá. Đến siêu thị một chút. Wakata, ở biết rồi. À, vậy thì chúng ta hiểu rằng là gì đây? Người A sẽ bảo là tôi đi siêu thị, tôi đi siêu thị tôi mua một chút, các bạn thấy đều thấy động từ có động từ ca ngữ là mua này. Tôi đi siêu thị mua một chút rồi về. Vậy thì ngữ pháp mua rồi về các bạn cũng học ở N4 rồi, đó là tây cư rự, đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta xem này. Các bạn thấy này, số 1 này. Người ta dùng đây là dùng trợ từ ma đế, vậy thì phải có hành động là hành động đi hoặc hành động đến. Trong khi đây là gì đây? Đây hoàn toàn không có. Đây là ngữ pháp tây cư rự nhá, chứ không phải là cái hành động. Đấy, nên là sai. Câu số 1 là không chính xác. Các bạn loại 1. Câu số 2 là gì đây? Kai ni kite kuru. Tôi đang đến. Không phải tôi đang đến. Đấy, hành động gì nhỉ? Hành động đi đến siêu thị là hành động đi xa khỏi cái người B, đúng không? Đấy, cho nên là chúng ta không thể dùng là dạng thức là kite kuru như thế này được. Mà người ta bảo là người ta đi rồi về mà. Đúng, đây phải là số 3. Sam bằng đó là kai ni kite kuru. Thật ra người ta không viết dưới dạng Hán tự thôi, chứ cái từ ite nó chính là cái từ đi đấy các bạn. Đây, động từ y cự. Đấy. Có thể là bởi vì có hai cách viết là y cự này và y cự này. Thôi, để cái cách bình thường là cái chữ hành này đi. Đấy, các bạn được học rồi đúng không? Kai là mua. Kai ni y cự là đi mua. Kai ni ite cự là đi mua rồi về. Đúng nhỉ? Cái này được học hoàn toàn ở trong chương trình N4 thôi nha. Enuyong. Còn số 4 là kate itesimau. Teishimau là dùng dưới dạng diễn tả cái sự tiếc nuối hoặc là làm hết cái gì đó, hoàn tất cái gì đó. Không đúng. Đúng, đây phải là số 3. Tiếp theo câu số 13, câu cuối cùng của phần này. Ở trên điện thoại này. Tanaka nói như sau. Moshimoshi, Tanaka desu. Yamashita-san, ima chotto ii desu ka? Alo, Tanaka, à, tôi Yamashita đây. Bây giờ cậu có rảnh không? Và Yamashita mới nói là Tanaka-san, watashi mo ima chodo Tanaka-san ni denwa o shiyou to. Rồi, bạn Yamashita mới đáp lại là Tanaka đấy à? Các bạn thấy nhá, ở đây người ta đang để dưới dạng là gọi điện này, dùng dạng dạng ý chí. Đằng sau là động từ omou. Đấy. Vậy thì chúng ta có thể hiểu là Tanaka đấy à, tớ cũng đang định gọi cho cậu đây. Và nghĩ như thế các bạn sẽ gọi, các bạn sẽ thấy có từ ima. À, và các bạn dịch nghĩa là tớ đang định gọi cho cậu đây, thì các bạn sẽ sử dụng cái teiru tokoro. Bởi vì teiru tokoro các bạn được học ở trong chương trình N4, nó mang nghĩa là đang làm gì, đúng không? Nhưng mà cái này là cái mà đã xảy ra rồi, đã qua rồi. Bạn gì nhỉ? Bạn Yamashita ấy, bạn định gọi cho bạn Tanaka, thế nhưng mà thực tế là sao? Nó đã trôi qua cái khoảng thời gian đấy rồi. Nhá. Bạn gì nhỉ? Bạn thực tế là bạn Tanaka, bạn đã gọi đến trước rồi. Nên là cái câu 2 ấy là teiru tokoro đề sự là sai, không chính xác. Chúng ta sẽ phải loại trừ cái câu số 2 đi. Câu số 4 cũng sai, bởi vì sao? Bởi vì tự nhiên dùng kara đề sự. Nó diễn tả cái quan hệ nguyên nhân kết quả cho vế nào đấy, nhưng mà đây hoàn toàn không có quan hệ nhân quả nên là loại. Vậy thì ba cũng loại luôn, bởi vì gì nhỉ? Karadesta này vẫn là dạng thức quan hệ nhân quả không đúng, đúng đây phải là số 1. Cái câu này sẽ hơi lạ với các bạn. Bình thường chúng ta được học ở trong chương trình ấy, các bạn được học đó là động từ thể từ từ điển veru cộng tokoro để sự đúng không? Các bạn được học là v teiru tokoro desu. Đấy. Và các bạn được học là veta tokoro để sự diễn tả cái hành động vừa mới xảy ra. Đấy. Veru tokoro để sự là sắp, vteru tokoro để sự là đang, và veta tokoro để sự là vừa mới. Thì cái này nó chẳng giống cái nào cả, nó là ghép của nhiều cái với nhau nhá. Omoteta tokoro deshita, nó mang tính chất kiểu như là dạng kan yoyogen nhiều hơn, cái biểu hiện mang tính quá ngữ. À, tớ vừa định gọi cho cậu đấy, thì các bạn nhớ cố định là như thế này. Omote thật Kurodesta. Cái này thì thôi, Sensei sẽ xếp vào cái này là N0 nhá mọi người nhá. Bởi vì chả có cái sách nào nó dạy các bạn cái này đâu. Đó, thì mọi người thấy là rõ ràng là kiến thức ngữ pháp N3, nhưng mà không phải toàn bộ là N3.
mà có thể là có N4 và thậm chí là có những ngữ pháp sao nhỉ, có những cái pháp mà không có ở trong chương trình nữa luôn. Đấy, chúng ta buộc phải suy luận hoặc là gặp ở trong những câu mà chúng ta từng thấy ở đâu đó rồi chứ chúng ta làm. Cái đề này là CC đánh giá là một trong những đề ngữ pháp khó nhất từ trước đến nay. Đấy, tương đối là khó các bạn ạ. Câu này, cái đề này không hề dễ ăn một chút nào đâu. Mặc dù là nhận xét là N4 hay là N3 ở phía trước nhưng mà để làm được chính xác ấy thì nó cũng khá là khó đấy. Nó khó hơn cái đề thi tháng 7 năm 2024 mà CC mới chữa đợt trước. Rồi chúng ta sang tiếp theo môn đai số 2 nhá. Là môn đai xếp câu, môn đai dấu sao. Các bạn xem câu số 14 nha. Watashi wa Kashu no Ishikawa Akari ga daisuki da. Kanojo inai to omou. Tôi ấy thì rất là thích cái ca sĩ tên là như thế này. Và tôi nghĩ là các bạn thấy có đây có inai là không này, Kanojo này, koe ga kirei na này, giọng đẹp này, wa này, Kashu là ca sĩ này, hô đồ đến mức đến cỡ. Vậy thì chúng ta chắc chắn là sẽ thấy có hô đồ và nai. Chúng ta phải hình dung là ngay ngữ pháp hô đồ nai đúng không? Ngữ pháp hô đồ nai. Ở đây nai là dùng inai bởi vì dùng với người. Vậy thì cấu trúc ngữ pháp này là gì? Đó là N1 hô đồ. Đấy. Đằng sau là gì? Đằng sau là N2 nhá. Đằng sau là N2 wa inai. Trong đó N1 là cái đối tượng cụ thể được chỉ ra, N2 là một đối tượng chung chung. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn vào cái cấu trúc này, chắc chắn là chúng ta sẽ phải cho chúng ta phải xếp như thế nào? Chúng ta sẽ phải xếp là trước inai sẽ là gì nhỉ? Sẽ phải là wa. Các bạn sẽ cho số 2 là wa ở trước inai. Trước wa phải là gì? Trước wa phải là danh từ, mà đây danh từ có từ kashu. Chúng ta sẽ cho 3. Kashu. Tiếp theo, chúng ta phải có cái gì nhỉ? Chúng ta phải có cái phần bổ nghĩa cho cái từ kashu đúng không? Để thể hiện rõ cái tính chất đó. Vậy thì sẽ là số 1. Koe ga kirei na kashu. Đấy. Vậy thì đương nhiên là vị trí cuối cùng, cái chỗ mà dấu sao cần điền ấy là chúng ta cho mấy nhỉ? Chúng ta cho số 4 đúng không? Hô đồ nhá. Thì là cấu trúc hô đồ qua inai nó sẽ là như vậy. 4 1 3 2 các bạn khoanh vô bảng số 4. Câu này sẽ dịch như thế nào? Đó là tôi ấy rất là thích ca sĩ Ishikawa Akari và tôi nghĩ là không có ca sĩ nào có giọng hát hay bằng cô ấy như cô ấy. Tiếp theo câu số 15 này. Saikin wa yasai ya sakana nado no shokuryohin mo gì đó news de shita. À, news de shita. Gần đây đấy, gần đây này những cái thực phẩm nha, những cái thực phẩm như là rau hay là cá ấy, nó cũng sao đấy này. Tôi đã biết nhờ bằng bản tin. Các bạn thấy có các từ ở các phương án số 1 là hito ga là người này, số 2 là fuete kiteru là đang tăng lên này, số 3 là gì đấy, internet de kau là mua trên mạng, mua trên mạng internet. Toyu koto là cái việc đúng không nhỉ, cái việc gọi là cái việc cụ thể là. Thì chúng ta cùng lập luận dần dần nhé. Đầu tiên các bạn thấy có gì nhỉ? Các bạn thấy có hito ga. Đấy, vậy thì chắc chắn là chúng ta phải ghép với cái gì đấy? Chúng ta phải ghép với lại số 2. Đúng không nhỉ? Bởi vì 2 là fuete kiteru là tăng lên. Vậy thì phải là người tăng lên. Như vậy là chúng ta sẽ gì nhỉ? Chúng ta sẽ xếp 1 này là hito ga. Số 2 đằng sau là gì đây nhỉ? Fuete kiteru. Rồi, tiếp theo. Các bạn thấy ở đây có là biết. Vậy thì phải là biết cái gì đó, đúng chưa? Đấy. No shiru, no shita. Vậy thì phải là biết cái việc, biết cái chuyện. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải có ngay trước new sử đệ sẽ là số 4. Là toyu koto o. Đấy, nó sẽ thành là tôi đã biết nhờ bản tin, nhờ thời sự cái việc gọi là, đúng không? Đấy, cái việc gọi là. Rồi, vậy vấn đề ở đây là chúng ta sẽ cho 3 vào đâu?
chúng ta cho 3 ở trước 1 hay chúng ta cho 3 ở sau 2. Đấy, giả sử nhá, các bạn chèn 3 ở sau 2 đi. Đây, các bạn chèn 3 ở sau 2 thì nó có hợp lý không? Nó sẽ thành là tôi biết cái việc gì đây? Cái việc mua ở trên mạng internet. Nó nghĩa nó vô lý đúng nhỉ? Đây ví dụ cho 3 vào đây này. Đánh 3 vào đây. Internet để cầu. Đối với cái bài này ngoài việc trắc ngữ pháp thì các bạn còn phải dựa các bạn phải dựa vào ý nghĩa của câu để các bạn dịch nữa. Đây nếu nếu như các bạn chọn như này. Đấy. Thì sao đây? Thì tự nhiên chúng ta thấy là tự nhiên lại sục cứ him mô hi tổ ga như này là vô lý rồi. Chắc chắn là không đúng rồi. Chúng ta phải cho thằng 3 nó ở trước. Thì mới đúng. Đây 3 ở đây nhá. Đây, nếu mà xếp như này thì hoàn toàn phù hợp. Nó sẽ thành này. Tôi đã biết được nhờ bản tin cái việc gọi là đấy, cái việc gọi là gì? Những người mà mua ở trên mạng những cái thực phẩm như là cái này ấy, thì đang tăng lên. Đấy. Đúng rồi, chúng ta sẽ phải là số 2. Có nghĩa là trước đây thì tôi cứ nghĩ là mua trên mạng là mua mấy cái đồ dùng bình thường cơ. Ví dụ như là mua quần áo hay là mua đồ không phải là đồ ăn, nhưng mà gì nhỉ? Hóa ra là tôi đọc thời sự và tôi biết là bây giờ người ta lên mạng người ta mua cả đồ ăn như thế rất là nhiều. Đúng đây sẽ phải là như thế này nhá. Chọn 2. Tiếp theo câu số 16 này. Câu 16, Daigakude ở trường đại học này. Nakayama nói chuyện với lại Hayashi. Nakayama nói là Hayashi senpai, zemi no hapyo de tsukau shiryou tsukuttan desu ga. Là gì đây? À, senpai Hayashi thì tôi đã soạn cái tài liệu mà dùng trong cái buổi gì nhỉ? Buổi thuyết trình của nhóm học tập. Đấy. Cái gì đó đề sổ cà này. Và Hayashi nói là Idesio. À được. Các bạn cùng xem các phương án. Một là Moraenai. Moraenai là dạng phủ định của Morau. Là không. Nhưng mà có thể theo kiểu như là người ta nhờ người ta đề nghị làm gì. Ví dụ các bạn có là Temoraenai. Là hỏi đúng không nhỉ? Có thể làm về cho tôi được không? Số 2 là Tokoro ga aru node. Là bởi vì có một cái chỗ gì đó này. Số 3 là gì đấy? Số 3 là ichi do check shite là check một lần, kiểm tra một lần. Các bạn thấy có 4 là zishin ga nai. Đấy là không có tự tin. Vậy chúng ta thấy nhá, ở đây có moraenai. Vậy thì thông thường nó sẽ là n ga morau. Đúng nhỉ? À, xin lỗi, no morau là nhận n. Dạng phủ định sẽ là no moraenai là tôi không thể nhận. Nhưng mà đây rõ ràng không có cái danh từ nào đứng đơn lẻ một mình để diễn tả cái ý là tôi không thể nhận cái danh từ đó, vậy thì nó phải là dạng ngữ pháp ghép temoraru đúng không? Vậy thì chúng ta phải cho mấy đây? Chúng ta phải cho số 3. Các bạn phải cho 3 này là ichi do check shite trước số 1 là moraenai. Đấy, chúng ta có 3 trước 1 mà các bạn lại để ý ở đây có gì? Ở đây có desho ka. Vậy thì câu hỏi là gì đấy nhỉ? Bình thường mình sẽ nói là ichi do check shite moraemasen ka? Ichi do check shite moraenai. Nhưng mà đối với người lịch sự thì chúng ta phải thêm đuôi là desho ka nhá. Vậy chúng ta sẽ cho được luôn 3 và 1 ở thứ tự. Ngay trước desho ka vậy chọn được luôn 3 rồi đấy các bạn. Chưa cần phải xếp những chỗ còn lại. Nếu mà xếp những chỗ còn lại tiếp thì các bạn sẽ thấy có số 2 là Tokoro ga aru node có những chỗ, số 4 là Zishin ga nai là không tự tin. Vậy thì chắc chắn chúng ta phải xếp mấy đây? Phải xếp 4 là Zishin ga nai và 2 là Tokoro ga aru node. Đây, các bạn sẽ phải xếp như thế này nhá. Còn nếu mà dịch nghĩa ấy, có những bạn theo trường phái dịch nghĩa, tức là không có suy luận gì nhiều. Khi mà chữa bài thì sensei trình bày khá là dài dòng bởi vì là để cho các bạn hiểu cái phương pháp làm của cái môn đài này. Nhưng mà nhiều bạn sẽ bảo là em nhìn nó xuôi em dịch nghĩa là xong. Ví dụ như là chỉ cần dịch nghĩa là thầy có mấy từ này thì ghép thành là bởi vì có chỗ mà tôi không tự tin cho nên là check lại một lần giúp tôi được không? Thế là được rồi, thì cũng được. Các bạn lập luận được nhanh, các bạn dịch nhanh được vậy thì tốt quá. Câu tiếp theo câu 17 này. Câu này có thể nói là câu khó nhất.
ở trong cái phần này. Câu 17 là Kesawa isoide itagara shimatta. Câu 17 chúng ta có là sáng nay bởi vì vội, đuôi là shimatta nhá. Genkan no denki o kesu no, quên tắt đèn ở lối vào. Kite này, iodt này, ra khỏi nhà này, wasurete là quên. Các bạn thấy ở đây có shimatta đúng không? Shimatta đây là lỡ làm gì, vậy đằng trước là VT, chúng ta lại có 3 VT lận là số 2, số 3 và số 4. Đấy, cái lý do khó là như vậy nhá. Rồi chúng ta lập luận dần dần. Thứ nhất chúng ta thấy có là số 4 là quên. Số 1 là tắt cái này thì chắc chắn chúng ta phải có cái gì? Chúng ta phải có số 1. Tôi copy cho nó nhanh. Đây. Số 1 này phải ở trước số 4. Genkan no denki o kesu no số 4 đúng không? Là wasurete. Tôi quên gì nhỉ? Tôi quên tắt đèn của cửa vào của chỗ vào nhà, lối vào nhà. Đấy. Vậy thì đằng sau chúng ta có thể hiểu là gì nhỉ? Tôi đã ra khỏi nhà mà tôi quên mất làm cái điều đó, đúng không? Vậy các bạn sẽ có 3 là yếu DT. Nhưng vấn đề ở đây đó là cái từ kite này nhá. Cái từ kite này nó viết như thế này thì có thể đằng trước nó sẽ là VT, vậy thì nó sẽ là wasurete kite hay là iodt kite, đấy là cái khó khăn của các bạn. Trong trường hợp này cái kite nó phải ở đằng sau iodt sẽ là số 2. Nó sẽ không thể là ở sau số 4 được. Quên một cái việc gì đó nó sẽ không mang tính chất có hướng gì cả, nên là chúng ta không dùng t cư đự, nên là chúng ta sẽ không thể cho nó đằng sau và sử dây t được, nên là đúng ở đây phải là số 2 đặt đằng sau số 3. Bình thường mình nói là mình ra khỏi nhà là mình dùng gì nhỉ? Yếu đề rự là được rồi đúng không? Nhưng mà mình ra khỏi nhà rồi mình quay trở lại, mình về rồi mình thuật lại thì mình phải dùng dưới dạng như thế này nhá. Người này người ta kể lại là có thể là ban gì nhỉ, có thể là ban sáng nó nhìn là như thế đấy, bây giờ là buổi tối người ta về rồi người ta nói lại như vậy, nên là chúng ta sẽ phải lựa chọn số 1, 4, 3, 2, chúng ta khoanh 3. Yếu DT. Câu cuối cùng, câu 18. Đọc ga shumi no yuji wa itsu donna hon o yonda ka o gì đó, so da. Người bạn mà có sở thích là đọc sách ấy, thì so da. Ở cuối này, ở câu phía trước người ta đang cho đấy là khi nào đọc cuốn sách như thế nào. Chúng ta cùng xem các phương án này. Một này, kanarazu noto ni kiroku suru, đó là luôn luôn ghi chép vào vở, vào sổ này. Wasure nai là không quên, yo ni chắc chắn là đây sẽ mang nghĩa là để đúng không, để không quên. Koto ni shiteru là quyết định làm gì. Vậy thì chúng ta sẽ xếp như thế nào đây? Ở đây các bạn có soda. Nó sẽ mang hai sắc thái nghĩa. Một, đó là gì? Một, đó là nghe nói. Nó sẽ đi với thể futsuke, thể thông thường. Hai, là có vẻ. Đấy, nó sẽ đi với lại vemasu bỏ mas, đúng không? Ana bỏ na, ai bỏ y. Ở đây không có cái dạng thức nào mang tính chất là có vẻ đấy cả, nên chúng ta sẽ loại trừ cái tính chất đấy. Ở đây nó sẽ mang nghĩa là nghe nói. Đấy, nghe nói người bạn tôi như thế. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem như thế nào đây nhỉ? À, thứ nhất nhé, các bạn thấy có Koto ni shiteru, đằng trước nó sẽ phải là thể gì? Đằng trước nó sẽ là tôi quyết định làm gì hoặc không làm gì sẽ là thể thể nai hoặc là thể gì đây nhỉ? Thể nai hoặc là thể veru. Nhưng chúng ta đã lập luận đó là chúng ta phải cho số 2 là wasurenai ghép với lại số 3 yoni để diễn tả mục đích không quên rồi. Vậy thì chắc chắn là nó phải có gì đấy, chúng ta phải có một là kanarazu noto ni kiroku suru và số 4 sẽ là koto ni shiteru, đứng cuối cùng. Đây, thứ tự đúng của chúng ta sẽ là 2 3 1 4 và các bạn chọn phương án số 1. Thì khi mà xếp được như thế này, cả câu này nó sẽ dịch là người bạn mà có
có sở thích đọc sách của tôi, nghe nói là luôn luôn ghi vào sổ để sao? Để không bị quên. Đó là không bị quên là cậu ấy đã đọc cuốn sách nào vào thời điểm nào. Tránh là mua lặp lại đấy, đúng nhỉ? Đúng đây phải là một nhá. Rồi chúng ta sang môn đai số 3, môn đai cuối cùng ở phần ngữ pháp. Môn đai đục lỗ, một môn đai mà khá là nhiều bạn sợ. Thì chúng ta cùng xem cái môn đai này làm như thế nào nhá. Môn đai này ấy, nó không phải là môn đai đọc hiểu các bạn nha. Để làm được môn đai này thì các bạn sẽ cần phải làm tương đối là nhanh. Bây giờ chúng ta thử làm nhanh nhá. Đầu tiên là câu 19 này. Với để làm nhanh những câu này thì chúng ta sẽ cần phải nhìn trước nhìn sau cái phần được để trống đó. Chúng ta thử xem cái câu phía trước người ta nói gì. Người ta nói như sau này. Tomodachi wa mado akete iretai gasorin no shurui to ryou o tenin ni tsutaemashita. Bạn tôi mở cửa sổ và đã nói với lại nhân viên ấy, đấy, đã nhắn với nhân viên, nói với nhân viên về cái lượng cũng như là cái loại xăng mà bạn tôi muốn đổ. Đấy. Đây chúng ta cùng xem này. Nói với nhân viên cái lượng xăng, cái loại xăng muốn đổ đúng không? Rồi, watashi wa jibun de gasori o ireru mise shirimasen deshita. Các bạn thấy người ta để là thẻ phủ định. Tôi không biết này. Cái cửa hàng mà gì đây? Mà jibun de là bản thân mình phải gì đây nhỉ? Phải tự đổ xăng. Đấy. Về sau nhé, dakara sono yosu o mite doushite tomodachi wa kuruma kara denai daro to omoimashita. Vì vậy nhìn thấy cảnh đó ấy, tôi đã nghĩ là tại sao cậu ấy lại gì đấy nhỉ? Tại sao cậu ấy lại không ra khỏi xe? Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ đoán được cái nghĩa là gì đây? À, tôi chỉ biết đến cái cửa hàng, cái cây xăng mà gì đây nhỉ? Mà mình phải tự đổ. Cho nên khi thấy bạn tôi nói với nhân viên như thế này thì tôi cảm thấy ngạc nhiên. Tôi nghĩ là tại sao bạn tôi lại không ra khỏi xe? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ xem cái nào nha. Các bạn có thấy các trợ từ này wa, mo, dake và shika thì chắc chắn ở đây phải là số 4 là shika đúng không? À, shika là đi với dạng phủ định. Shika cộng với shirimasen deshita thành dạng thức khẳng định là chỉ. Tôi chỉ biết đến cái cửa hàng mà bản thân phải tự đổ xăng. Chứ tôi không hề biết là có cái cửa hàng mà người ta sẽ đổ cho tôi, sẽ đổ cho mình. Nên là tôi ngạc nhiên tại sao bạn tôi lại nói với lại nhân viên cửa hàng và bạn tôi lại không xuống xe như thế. Đấy. Nên đúng đây phải là số mấy nhỉ? Đúng đây phải là số 4 nhá. Rồi tiếp theo, câu số 20 này các bạn thấy là một câu đứng đầu. Thì khi một câu đứng đầu như này ấy, nó sẽ là một cái liên từ. Một cái liên từ thì chúng ta cần phải biết được cái ý của cái câu đó và cái câu phía trước. Chúng ta cùng xem cái câu trước người ta nói gì. Tomodachi ga mado shimeru to sugu ni tenin ga gasori o ire hajimeta no de odorokimashita. Khi bạn tôi đóng cửa sổ lại ấy, thì ngay lập tức nhân viên bắt đầu đổ xăng cho nên tôi rất là ngạc nhiên. Về sau này, Betsu no tenin ga kite kuruma no mado mo teinei ni fuite kureta no desu. Một nhân viên khác đến và gì nhỉ? Và lau cẩn thận cái cửa kính xe cho tôi, cái kính xe cho tôi. Chúng ta cùng xem cái mối quan hệ giữa hai cái phân câu này là gì. Thada là có điều, chỉ là nối hai cái mà thực chất hơi tương phản nhau, không phải. Ta tươi bờ là ví dụ, ở đây không nêu ví dụ cụ thể. Số 3 là sonoe, là thêm nữa, hơn nữa, thêm vào đó dùng để liệt kê, đúng rồi. Ngoài một nhân viên đổ xăng cho tôi thì một nhân viên khác lau. Như vậy nó sẽ là trong dạng thức gì đây nhỉ? Trong dạng thức đang liệt kê, đúng không? Đúng đây phải là số 3 nhé. Sonoe nó khá là giống như là sore kara hoặc là sore ni, mata, vân vân. Tokoro ga giống demo shikashi là nhưng tuy nhiên không phải. Nối hai phần ngược nhau nên chúng ta không chọn. Đúng đây phải là 3. Rồi tiếp theo chúng ta sang câu số 21 này. Watashi ga gì đó gasoline stand de wa gasoline o ireta kuruma ga douro ni deru toki tenin ga sayu o mite kuruma ga konai ka kakunin shite mi okuri mo shite imashita. Rồi, ở cái cây xăng mà chúng tôi làm sao đấy nhá. Đang phải điền số 21 này. Thì khi mà gì nhỉ? Khi mà ô tô đấy, khi mà ô tô đã đổ xăng chuẩn bị đi ra khỏi đường, chuẩn bị đi ra đường lộ ấy thì nhân viên làm sao đây? Nhân viên sẽ nhìn trái nhìn phải xác nhận xem là có ô tô nào khác đến không và tiễn chúng tôi. Vậy thì số 21 chúng ta xem này, người ta để này
ikeru, ikuyona và ikitakata. Thì chắc chắn ở đây cái cây xăng đó là cái cây xăng mà đã gì nhỉ, mà người ta đã đến đấy rồi, là dạng quá khứ đã xảy ra rồi, người ta kể lại mà, nên là chúng ta sẽ loại số 2 và loại số 3 là dùng dạng veru, là dạng gì nhỉ, tương lai hoặc hiện tại là không đúng này đấy, và kể cả nghĩa cũng không chuẩn xác nhá, tôi có thể đến hay là như là không phải. Vậy thì chỉ còn số 1 hay số 4, chắc chắn phải là số 4 đúng không, kể lại đơn thuần là cái cây xăng mà tôi đã đến đó, tôi đã đi đến đó để đổ. Chứ còn số 4 là gì? Ikitakata chính là quá khứ của ikitai, là tôi đã muốn đến, người ta đến rồi chứ đâu phải là tôi đã muốn. Sai, nên đúng đây phải là số 1. Người ta kể lại cái cây xăng đó, cái cây xăng mà tôi đã đi đến đấy, phải là 1. Rồi câu số 22 này. Cái phần kết bài nhá. Gasori o iretari, mado o fuitari, miokuri o shitari shite moratte, Watashi wa sono gasoline stand ga gyaku ya kuruma o taisetsu ni shiteru to kanjimashita. Chúng tôi gì đây nhỉ? Chúng tôi được người ta đổ xăng cho, được lau kính cho, được tiễn. Đấy, tôi đã cảm thấy này, cái cây xăng đó ấy, nó thật là trân trọng đúng không? Nó đang trân trọng xe cũng như là trân trọng khách hàng. Và tôi tên một rất gì đó nhá. Câu 2 chúng ta cần điền nhá. Isabi sự đà rồ tô. Tự nhiên lại có cái bởi vì ở đây là sai rồi. Số 2 là gì đây? Isabi sự đà tô omoimashita. Và tôi đã nghĩ là đấy là một cái dịch vụ thật tuyệt vời. Đúng rồi. Là số 2. Đúng nhỉ? Mọi người nhìn này. Ở đằng trước người ta đang dùng là tôi đã cảm thấy. Đấy. Vậy thì đằng sau sẽ là tôi và tôi đã nghĩ rằng nó là một dịch vụ tuyệt vời. Là hai cái phần câu nó phù hợp với nhau về nghĩa. Cũng như là về thì. Chứ không phải tự nhiên cho dạng Omou kara desu sự này. Số 3 là gì đây? Sabisu ni suru tsumori desu. Tôi dự định sẽ biến thành một dịch vụ. Không phải mình đâu có phải là chủ cái cửa hàng đấy đâu, mà mình dùng dạng ni suru là biến thành, làm nó thành nơi như thế. Tương tự số 4 cũng dùng là ni shiyou to shimashita, là tôi đã có ý định biến nó thành cái dịch vụ tốt, là cũng không phải này. Sai, đúng đây phải là số 2. Thì đấy là cái phần chọn nhanh sẽ là như vậy các bạn nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch hết cái bài này nhá, để xem là nó nói về cái gì. Dưới đây là một cái bài văn của một du học sinh này. Bài văn có tiêu đề đấy là Gasoline Stand no Sabisu, là dịch vụ của cây xăng. Bạn viết đấy là Arenmato. Bạn nói là tuần trước ấy, thì khi mà đi lái xe đi chơi cùng bằng cái xe của bạn tôi ấy, thì lần đầu tiên tôi đã đi đến một cây xăng ở Nhật. Bạn nói là khi mà bạn tôi dừng xe ở cây xăng thì cái người nhân viên họ đã đến bên cạnh cửa xe. Bạn tôi mở cửa ra và bạn tôi nói với nhân viên về cái lượng cũng như là cái loại xăng mà bạn tôi muốn đổ. Trước giờ thì tôi chỉ biết đến cái cửa hàng, cái cây xăng mà tự mình phải đổ xăng thôi. Cho nên khi nhìn thấy bộ dạng đó của bạn tôi thì tôi đã nghĩ là ơ tại sao nó lại không xuống xe. Đấy. Và khi mà bạn tôi đóng cửa sổ xuống ấy thì nhân viên họ ngay lập tức bắt đầu đổ xăng, nên tôi rất là ngạc nhiên. Thêm vào đó thì có một nhân viên khác đến lau cửa kính xe thật là cẩn thận cho chúng tôi. Sono gasoline stando de tomodachi wa ichido mo kuruma kara demasen deshita. Và tại cái cây xăng đấy ấy, thì bạn tôi không hề phải rời khỏi xe, phải xuống xe một lần nào. Theo như bạn tôi ấy, đấy, thì nghe nói là ở những cây xăng của Nhật nhá, nó sẽ có hai kiểu. Kiểu thứ nhất đó là kyaku ga jibun de gasori o ireru tokoro. Kiểu thứ nhất đó là khách sẽ phải tự đổ xăng. Kiểu thứ hai sẽ là tenin ga ireru tokoro. Kiểu thứ hai đó là nhân viên sẽ đổ xăng. Và ryokin wa sonna ni kawaranai. Và nghe nói là cái tiền phí ấy, nó không có chênh lệch nhau mấy, nó không có thay đổi nhiều mấy. Ở cái cây xăng mà chúng tôi đã đi đến đó, thì khi cái xe mà chúng tôi đã đổ xăng bắt đầu đi ra đường ấy, bắt đầu rời khỏi cây xăng để đi ra đường, thì nhân viên họ còn nhìn trái nhìn phải, họ xác nhận xem là có xe nào đến không để họ tiện chúng tôi. Và tôi cảm thấy gì nhỉ, cái cây xăng đấy ấy, là một cây xăng mà rất là trân trọng khách hàng cũng như là xe, bởi vì là họ đổ xăng cho này, họ lau cửa cho này, họ
tiễn chúng tôi, và tôi nghĩ rằng đây là một cái dịch vụ rất là tuyệt vời. Thì đó là cái nội dung của bài này nhé. Hình như là ở Việt Nam mình thì cây xăng thường là sẽ là nhân viên đổ nhỉ, còn ở Nhật có cả loại mà tự đổ nữa. Chúng ta thêm một cái kiến thức khá là thú vị về đời sống thực tế ở Nhật đúng không? Thì đó là cái phần chữ đề này, các bạn hãy xem thật kỹ cũng như là nốt lại những cái phần mà các bạn còn đang sai nhé. Nếu như các bạn cảm thấy việc học một mình là khó khăn, các bạn có thể liên hệ với Sensei thông qua fanpage Ánh Sensei hoặc là comment ở bên dưới, Sensei sẽ liên hệ. Chúng ta có thể cùng nhau học trực tuyến qua Zoom. Ở đó thì chúng ta sẽ tương tác trực tiếp, các bạn sẽ được hỏi, được giao lưu, được chữa bài dưới dạng là Sensei hỏi và các bạn trả lời. Còn nếu các bạn cảm thấy là có thể tự hoàn toàn học được, theo dõi được, thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ các video ở trên kênh YouTube Ánh Sensei. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.